Hello mọi người nha. Mọi người có thấy em mê. Bây giờ em này, em duyên thịt chó lại quay lại với nghề nha. Chào mọi người nha. Trời mưa gió ai ăn thịt chó thì gọi cho em nè. Cổ khán đấy rồi. Đau họng rồi cổ khán. Chào chị Hằng nha. Dạ, hẹn rồi. Anh à, này em luộc lòng nóng hồi này. Chào anh Lê nha. À, em đang luộc nha, này ngon hồi, nóng hồi luôn. Chào chị Phương Anh nha. Chào tất cả mọi người. Ai ăn thịt chó thì gọi nha. Cô duyên thịt chó lại xuất hiện đấy. Mưa gió. Dạ, ngon ngon anh Lê ạ. Này. Ai gọi? Ai kêu mày đây? Dạ. Cho trải đi, chạy thả đi vào đến đoạn đến ngã tư đấy này. Gần đây này. Rẽ phải. Để đi ngã tư đó là cho trai đó. Dạ. Trời ơi đó. 10 giờ là có hàng bán nên là ai ăn thì 10 giờ em bắt đầu xíu nha. Chưa luộc này đó. Mọi người lên đơn đi tìm em ship. Chào anh Thông nha. Mẹ ơi cho con cái rổ với à. Cái sánh cho con vượt lóng ra mẹ ơi. Mưa
mưa gió này thì chỉ có đổi món sang thịt chó đi. Rồi trời mưa, trời nắng ăn thịt khác. Lần ra đây thì cũng mưa lán thịt chó cho nên là ai ăn thì gọi em nè. Chịp nhiệt tinh. Dạ. Ngon này, ăn đồng hồ em anh ơi. Anh không hả? Người đẹp Linh nha. Linh thấy Duyên đẹp không? Duyên thịt chó. Than nhanh rồi đi ăn đám cưới. Này lòng em phải luộc ra đang nóng đây này. Đó. Em đi alo đen nè. Chào hoa nha. Hoa ơi, hoa ơi, ăn thịt chó hoa ơi. Xịt thắng không em mà. Anh nói rồi em chịu, em hiểu chứ cả. Em văn minh cho nên em hiểu chứ cả. Anh nói hiểu chứ chứ. Anh nói cho thật nha. À có xịt thắng không em mà. Có anh à. Em như mới đọc như mình nhìn đó. Cò xịp ha. Em cò xịp anh ăn chi thì gọi cho em đưa em xịp tận nhà nha. Anh bận thì anh em xịp mà anh không bận thì anh đến lấy. Anh ăn chi thì gọi
cho em xịt đó. Em xịt lồi tại vì em nhìn ra. Thịt chín anh à, chứ không phải thịt sống. Thịt sống dơ thì em hết rồi. Anh ăn thịt chín thì anh ăn luộc hay là nấu hay là lòng hay răng thì anh nhắn tin hoặc gọi cho em. Chứ chỉ cho anh một đôi sau nhưng mà em không có thịt sống nữa. Anh ăn thịt chín thôi, em làm thịt chín rồi. Chín nó đi luôn này, chín lên đôi đi này. Thịt sống thì anh phải gọi sớm để sớm em làm sớm để bán hàng sớm. Chào Trang nha. Thương em thì vô bình luận cho em đổi bài cả nha. Đổi bài bán vài ngày mưa rồi là chim xuống được. Cho mình rồi. Ok. Đây này. Đây đang nóng này. Từ bao nhiêu nhỉ? Con dại của em thì chị vẫn cắt được. Em mà đưa đến đây chị vẫn cắt được con dại của em. Chào anh Đức nha. Bà qua hỏi nhưng mà bà qua không có, bà đi cỏ ăn không anh? À muốn liệt rồi chị ơi à. Chị đủ rồi đó ăn đi. Cắt xong rồi muối. Muối như muối chim bò muối á. Thank you.
Anh nặng thì bay về ra đây chị Minh nhá. Chị cũng rảnh đi vô tận đông nữa. Em cần đi ra đây chị Minh nhá. Chị ra đây chị muội nhá. Muội cả người em được nè. Muội cả người em được chứ không phải là chắc giả em. Gọi em nha. Chị làm được hả mình? Chị làm thì được, em sợ có chồng chị em không đưa chị được. Được thôi, chồng chị vẫn cứ ok, em ra đây. Ra đây chị mình cho em hết. Chồng chị còn mình hồ cho em rồi thế. Cho anh một đĩa nha. Dạ, anh nhắn tin địa chỉ cho em rồi em ship cho anh Dương nha.